tôi nói là giới thiệu về điểm đến cũng tương đối rồi. Thì ngày hôm nay đây cũng muốn giới thiệu về chúng ta một cái nét văn hóa ẩm thực rất là đặc biệt ở nước Nhật Bản. Và sự là đi đến Nhật cũng khá nhiều lần rồi, nhưng mà đây có lẽ là một lần đầu tiên Phúc đủ dũng cảm để thưởng thức cái món này. Nó gọi là fugu sashimi. Chúng ta biết cái từ sashimi trong tiếng Việt của chúng ta đúng không ạ? Đó là cách người Nhật người ta dùng món cá sống, cái hải sản tươi để chấm cùng với nhiều loại và với xì dầu. Tuy nhiên ngày hôm nay là Phúc sẽ thưởng thức một cái món hải sản mà đối với người Việt chúng ta thì chắc chắn là cũng rất nhiều người không có dám thử. Đó chính là món cá nóc. Trong tiếng Nhật cái từ fugu có nghĩa là cá nóc, và sashimi nghĩa là sashimi của cá nóc. Và hôm nay là Phúc cảm thấy thật sự là anh uống mà cũng cảm thấy sung không được, vì là đến Nhật nhiều lần rồi mà mong muốn được thưởng thức món cá nóc này, nhưng mà thật sự là ngày hôm nay mới có cơ hội được thưởng thức. Sau này quý vị chúng ta có dịp đến với Nhật Bản, chúng ta nên một lần được thử món này ha, vì món này rất đặc biệt. Ở trong nhà hàng 3 sao của Michelin thì mức giá cho một lần thưởng thức cá nóc có thể lên đến cả nghìn đô quý vị nhé. Chúng ta cùng quan sát đây. Đây là sashimi cá nóc ha quý vị ha, gọi là fugu sashimi. Đây là một cái phần gọi là set lẩu của cá nóc. Chúng ta cùng quan sát thấy là người ta sử dụng các bộ phận bên trong cá nóc, ngoại trừ bộ phận nội tạng và bụng trứng cá nóc người ta không có sử dụng. Và chúng ta có thể quan sát thấy người ta còn tận dụng cả cái phần da bên ngoài cá nóc để làm tiếp cái món gỏi của Nhật Bản nữa. Và xin quý vị chúng ta là để mà có thể làm được món cá nóc này á, phải nói là sự kỳ công rất lớn, bởi vì những người đầu bếp mà có thể làm được món này người ta phải mất ít nhất là 2 năm để đi học và mất khoảng tầm 3 năm để đi thử việc. Và người ta sẽ là người đầu tiên ăn cái món cá nóc mà người ta làm ra. Một trong những nguyên tắc để làm món cá nóc này á là cái người đầu bếp người ta làm á, người ta phải làm món cá nóc này dưới vòi nước. Tại sao ạ? Bởi vì bên trong nội tạng, bên trong buồng gan cá nóc là có một cái độc tố rất nguy hiểm, và nếu mà không may chúng ta ăn dù chỉ một miếng thôi là chúng ta có thể mắc bệnh. Cho nên là khi người ta mổ cá nóc ra thì ta sẽ mổ xuống dưới phía dưới cái vòi nước chảy liên tục. Và có thể nói là món cá nóc là một trong những món đặc sản của Nhật Bản. Nếu chúng ta đến với Tokyo, chúng ta nên thử này. Bạn nói là hiện tại bây giờ người Nhật rất là thông minh cái chỗ này và cực kỳ sáng tạo. Tại vì có những vùng người ta có thể nuôi cá nóc nhân tạo và người ta có thể cải tiến cái môi trường sống cá nóc đến mức mà cá nóc nó không còn sống nữa. Và đây có thể nói là một cái mảng ẩm thực mang đến cái nguồn lợi rất lớn cho Nhật Bản. Bên cạnh cá hồi, cá ngừ cũng cá nóc là một trong những món ăn rất đặc biệt. Có thể nói là hiện tại là Phúc ăn ở một cái nhà hàng cũng tương đối bình dân thôi, nhưng mà đối với những nhà hàng đẳng cấp thì người ta sẽ làm một cái cá nóc rất là to, và những cái lát cá nóc đó, người ta sẽ làm thành cái lát rất là mỏng và xếp thành hình hoa cúc. Và chúng ta dùng hoa cúc là cúc hoa của nước Nhật Bản. Bây giờ thì không thể nào đợi chờ đây, chúng ta sẽ quan sát cái đĩa này ạ. Xung quanh là cũng là có cái viền của hình hoa cúc quý vị ha. Phúc không thể nào mà đợi chờ lâu hơn nữa. Thì bây giờ Phúc sẽ cùng nhau trải nghiệm cái món cá nóc này, thử nghiệm một tí ha quý vị ha. Cái đũa đây. Cái này dành cho một người. Và chúng ta có thể quan sát thấy là người ta nói là cá nóc mà làm đẳng cấp cao á, là ta phải trừ lại một tí độc để khi mà chúng ta ăn á, có cảm giác khe khe đầu lưỡi. Wow, thơm và ngọt. Đầu tiên ăn món cá nóc này, dù là Phúc là quê miền biển nhưng mà có thể nói là để mà trải nghiệm món này thì thật sự tại không dám trải nghiệm tại Việt Nam. Ăn thử nhé. Quý vị biết không, cá nóc là một loại đặc sản, thịt cá nóc rất lạ. Ăn sống thì cá nóc á là nó có một cái sự dai hơn rất nhiều so với các món cá khác mà Phúc đã từng ăn sashimi. Và một cái vị thanh, cái nước chấm này cũng lạ quý vị ha, không có giống xì dầu mà nó có vị chua nhiều. Và có thể nói là đây là một cái vinh hạnh rất lớn cho Phúc được trải nghiệm món cá nóc này ở tại Osaka. Và thật sự Phúc mong muốn là qua những clip này Phúc mang đến những thông tin hữu ích cho toàn thể quý vị chúng ta. Và thật sự đó là Phúc mong muốn là có một điều Phúc rất là suy nghĩ là mình có cơ hội được đi nhiều nơi với vai trò là hướng dẫn viên, và có rất nhiều người lại chưa có cơ hội đến những vùng đất mới. Cho nên thật sự khi mà Phúc làm những video clip này, cái mong muốn duy nhất của Phúc đó chính là chia sẻ những điểm đến mới cho những người chúng ta chưa có cơ hội đi, và sau này biết đâu được quý vị chúng ta sẽ có cơ hội được đến đây và chúng ta biết thêm những thông tin bổ ích tại từng điểm đến. Phúc rất mong nhận được sự góp ý của toàn thể quý vị của chúng ta qua những video clip, bởi vì tất cả mọi video clip được Phúc làm là từ trái tim của mình và không có chuẩn bị bất cứ cái kịch bản, không chuẩn bị bất cứ một cái sọt nào cả, mà chỉ là nói từ trong trái tim mình nói ra. Cho nên rất là mong là quý vị chúng ta ủng hộ và cũng như là góp ý cho Phúc còn nhiều hơn. Rồi, Happy New Year 2019. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.